Đồng Nai. Ngỡ mơ vì Đồng Nai vậy. Đồng Tháp. Ở muối tha Đồng Tháp, ở muối tha Đồng Nai. Hãy số ý na admin hả hả na. Anh phép ta hãy số. Anh đi nhỏ nè. Nè. Anh ơi ta con thằng cùng phay. Nè. Nè na. Nguyên phổng chơi nhau của ớt đó. À mùi ní tôi nhớ mà ớt chơi hầu quá nè. Nó chơi hả? Nè. Hả? Nè. Nhanh nhé. Chơi hầu về. Chơi hả? Ai mới nhảy này đang hồi tiết. Hãy chọn bà lắm anh tiết à. Anh thọt chọp không rằng ôi anh đang ở nà. Ở nà ban nam ban này. Đấy bà lắm tiết à. Ôi muối anh chọn bàn phí. Anh bị mừng sống anh tiết. Nè. Vô ấy. Anh chú múc bằng áo chè xong xong trắng ra đó. Nè. Anh mau bị nâng hái có anh ơi nơi nông đài. Nè. Chứ anh ấy bàn bị ná nè. Cái hộp à. Đấy cái hộp kéo đây. Vừa lùi mà tính nữa. À nè. Tạt áo côn ta đấy ấy. Mấy anh nói trong bàn kéo. Đã chênh bên Nam không? Nếu bàn sụp hơi bên Nam, kéo áo rồi. Đó thì ăn miền này. Miền ta kéo rồi. Thấy xôi rồi nâng. Anh ta lấy ớt vô hay là chập hơi xôi rồi nó ăn côi rơ mấy. Ôi phụ nông nâng 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 mà anh nâng 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 vậy. Tên hai vừa mà không? Mặc nông. Mặc nông chanh má ơi anh vô tới chỗ năng tiếp. Nãy trong bàn kéo mà vô kéo á. Ở đây cũng là một cuộc sống nghèo nè. Đi nhanh nhanh lên ơi, đặng tôi đi nữa coi. Nè. Ăn miên xây ta có miên ta có quá vậy. Miên ta kéo vậy. Bật mục bật mọt ấy ta có cái này chẳng hả? Hả? Trời. Đổi nó đi. Đổi cho em đi. Nè cái này cũng được nè. Hên xui à. Nó không có nhiều đâu. Nè. Rồi. Cùng nhau đi. Chùi cái này đấy. Chùi cái này nha. Nè. Rồi bốn đứa đẩy vô coi. Đã chùi cái này. Chùi cái này mà. À nè coi con nó cười nhau chứ nè. Chừng nào đi học. Rồi tôi đi ạ. Bye bye. Bữa hổm bắt cá được nhiều không? Dạ
Anh con là ai nữa? Nè. Rồi, được rồi ha. Đồng Nai. Nó mau vì Đồng Nai vậy. Đồng Tháp. Ở muối tha Đồng Tháp và muối tha Đồng Nai. Được thế hả? Ơi mãn, ơi ban mãn. Thơ tầm cây cỏi bỏ hay thơ tầm một này. Chánh đường cho anh ta đi kìa. Tên nào ơi của mày? À chanh là cái. Vô kẹo anh. Còn ai nữa hết? Rồi sao? Lấy rồi nói sao? Hả? Ừ. 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 Hay lắm. Đợi tới người ta nhắc mới nói. Là hay là người ta lấy là người ta cảm ơn liền rồi. Phải đợi tới người ta nhắc rồi mới hay. Sao không lột ăn đi? Biết lột không? Anh vô rồi. Mai trận. Đồ. Đồ hả? Thấy xôi á, đồ á. Nó đồ kia nè. Nó đồ kia này. Sao đồ kia? Đồ kia tới. À. Nó đồ kia tiết anh nè. Ừ, đồ ấy nòm dập anh. Nè vô nè. Nè. Đồ kia. Hên xui à. Cái này cũng ngon vậy. Ủa cái này ngon á. Ủa đổi rồi hả? Ờ à, đổi rồi. Ờ à, ờ à, à. Rồi cái này ngon không? Cho ăn miếng ơi. Thôi si bó. Dạ chết bàn xe thầm mây nè các bạn. Ủa xe thầm mây nè miếng á. Anh lên vô mà áo nhé. Chú hãy hãy miên theo thầm mấy ấy ngày nè miên này mà xong mấy tiết cái thứ ấy hãy mau thư xong mười kia đây hả à, rộng tên lá hả lời rộng tên lá ấy ừ. Này nó cắt nhà cầu. Bây giờ hồi xưa đó là người ta đi cầu ngoài ruộng á. À, bây giờ thì bà con cũng từ từ người này tới người nọ. Người này tới người nọ là người ta bắt đầu người ta các nhà cầu riêng á. Anh ta dùng môi không? Hả? Hãy tư hãy tư chấp bắp chấp ở cái đám kia à.
Thái mau về nà. Hả? Mau về nà. Mau về xa. Ừ, phải tính ấy. À nào mua cái thư. Dơ, cái thư là sát nó vui. Ăn miếng ớt con ta đấy. Nhảy trong làng tỏ ở phía sau nhà. Cây gì vậy? Cây dừa. Thứ bảy này đem cơm vô đây nè. Cứng ngắt à. Để đây nha.